MG xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì MG đang có mặt trên đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Đó thì cả nhà mình thấy là ở đây thì bên tay phải gia đình chúng ta là quận 11, bên tay trái là quận 10. Đây là ranh giới của hai quận. Xung quanh bên tay trái thì đi quan sát được là có khá nhiều anh chị em luôn chạy xe ôm công nghệ là đang tác nghiệp ở khu vực này. Gần như là Sài Gòn chúng ta thì xe ôm công nghệ coi như là khắp cả các nơi luôn đều có. Cho nên là mình thấy một cái điều là đây thì có nhiều anh chị em và tuổi trẻ bây giờ là mất việc làm rất là nhiều, cho nên là chọn con đường chạy xe ôm công nghệ. Và hôm nay thì Vi cũng giới thiệu cho gia đình chúng ta về cái giá vàng hiện tại nữa. Thì giá vàng vừa rồi thì nhảy múa liên tục, có đỉnh điểm thì lên tới 92.400.000 đồng một lượng, coi như gần khả năng là đi đến 100 triệu đồng một lượng vàng SJC là khả năng có thể. Đó thì hiện tại bây giờ thì cái giá còn là 90 triệu đồng một lượng vàng SJC của tiệm vàng bán ra, và tiệm vàng thâu lại là 87.300.000 đồng một lượng. Đó thì gia đình chúng ta thấy là còn vàng nhẫn 4 số 9 thì cái giá của tiệm vàng bán ra là 76 triệu đồng một lượng, và cái giá mà thâu vào là 74.350.000 đồng một lượng. Thì đây là những cái mà thông tin mà Vi vừa cập nhật được, cũng như là đây chỉ mang tính tham khảo, tại vì thị trường thì giá biến động liên tục, cho nên là hôm nay thì giá khác, giờ này giá khác, một tiếng đồng hồ giao giá khác, buổi trưa giá khác, buổi chiều giá khác. Cho nên là để biết chính xác hơn thì gia đình chúng ta nên là liên hệ trực tiếp cái nơi mình muốn giao dịch thì mình sẽ có cái giá chính xác hơn. Đây là nguyên cái tòa nhà luôn, cũng là trang trí nội thất nữa, nhưng mà giờ chịu không nổi rồi, mặt tiền cũng rất là đẹp ha. Đó thì mình thấy là cũng bỏ chạy rồi, thấy là cái bảng này dán từ năm rồi tới bây giờ luôn mà vẫn chưa có ai gọi là thuê hết. Tình hình bây giờ thì nhiều anh chị em nói giờ thì thôi mày ơi, kinh doanh thuê gì nữa. Nhiều anh chị em là tâm sự luôn, bây giờ mà mặt bằng nhà nó chết lên chết xuống, hay là nói một cách khác là bây giờ mặt bằng mà cho thuê giá không đồng 2-3 năm còn liên tục mà tao còn không dám thuê, không dám làm nữa, chứ đừng có nói mà đi thuê cái giá trên trời trên mây gì để mà làm thì sao mà làm nổi. Đó thì cả nhà mình thấy một cái điều rằng đó, nhiều khi đó anh chị chia sẻ đó, thì cái mặt bằng mà cho thuê không đồng 3 năm đi, nhưng mà nhiều khi mà tao thấy là làm tao đầu tư tiền tỷ vô tao làm mà chưa được tới 1 năm nữa thì tao lỗ, tao phá sản mất tiêu rồi, chứ đừng nói là 3 năm. Nó thì kinh doanh thời điểm này nó khó khăn đến mức độ đó, thấy là đa số luôn là những cái tập đoàn lớn, những công ty lớn, những cái văn phòng mà ngày xưa là mình thấy trà bá lửa luôn, nó bự đó, mình dùng cái từ mà đường phố gọi cái đường từ mà chợ búa gọi là trà bá lửa đó, nó bự khủng khiếp luôn. Nhưng mà bây giờ là cũng phải gọi là trả đi những cái mặt bằng lớn đó để thuê lại những cái mặt bằng bò nhỏ, giảm chi phí và duy trì trong cái thời điểm này. Cái thời điểm này mà đi duy trì những cái mặt bằng mà khủng khiếp đó thì mặt bằng lớn mà giá trên mây đó nữa thì coi như là cái doanh nghiệp, cái tập đoàn nó trụ thời gian chịu không nổi, cũng phải bỏ chạy, cũng phá sản. Đó thì gọi là thắt lưng buộc bụng trong cái thời điểm này rất là nhiều. Đây thì mình thấy là giờ này thì thấy rất là nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn ở đây thì khu vực này là sinh viên của một cái trường đại học rất nổi tiếng, đó là trường đại học Bách Khoa. Các bạn bây giờ thì coi như là đang gọi là học xong, các bạn đi về phòng trọ, thu ở đây chỗ nào có trường đại học, có trường học, thì gia đình chúng ta thấy nổi trội lên một cái vấn đề, đó là có rất là nhiều cái cơ sở gọi là photocopy in ấn rất nhiều. Đây mình thấy những cái mặt tiền gọi là bỏ hoang bỏ trống lâu ngày luôn, mặt tiền kinh doanh Lý Thường Kiệt đắc địa cỡ nào mà bây giờ thấy te tua tơi tả hết. Đây là về cái lĩnh vực gọi là nội thất, kinh doanh về nội thất. Và mình thấy một cái điều đó là nội thất đó, thì bất động sản đóng băng rồi, cho nên là giờ là nội thất thì cũng khóc theo luôn, nó ế điều luôn. Kể cả xây dựng ngày xưa kỹ sư kiến trúc sư rồi coi như là ngon lành cành đào, còn bây giờ thì kỹ sư kiến trúc sư gì cũng thất nghiệp gọi là di truyền luôn, lý do là khó khăn quá, cho nên là bây giờ là bán gọi là làm không có việc làm, còn là ế khóa sản không à. Cho nên các công ty bây giờ cũng vậy nữa, không có công trình xây mới nhiều thì kiến trúc sư sẽ không có đất dụng võ, kể cả những kỹ sư cũng vậy nữa, bây giờ công trình không có xây dựng thì coi như cũng không có đất dụng võ rồi,
rồi thợ hồ phụ hồ, thợ điện thợ nước gì thì cũng rủ nhau gọi là đi gọi là tìm việc làm. Và thậm chí mình thấy đó, bây giờ nhiều anh thợ hồ phụ hồ rồi tuần nhiều khi làm được ngày hai ngày, tháng làm được 4-5 ngày thì sao mà sống, thì thời gian dần dần thời gian chịu không nổi thì sao mới chọn việc khác làm. Mình thấy là giờ việc làm gì cũng khó, có nhiều anh chạy ra buôn bán tự do luôn, đi lấy mấy trăm hộp kìa về chạy xe đi chạy vòng vòng trong hẻm bán đó. Thì có những anh bán bánh dừa bánh tét chạy trên xe đi vòng vòng, có những anh rồi bán rau củ bán trái cây bán theo mùa, mùa nào rẻ thì lấy về bán, mận rẻ lấy mận bán, xoài rẻ lấy xoài bán, ổi rẻ lấy ổi bán, đó là để mà sinh sống qua ngày. Mình thấy là bên kia mặt tiền mà Lý Thường Kiệt đó quận 10 đấy, nhưng mà cũng dán bản gọi là trang trí nội thất đó, đèn lê gia cát rồi xe thua hết trơn rồi. Xe ôm công nghệ thì hai anh ngồi đây tâm sự mỏng với nhau luôn, giờ khách đâu có nữa, nó thì ngồi đó nhịp chân đó, chờ xung rụng. Mình thấy hoàn cảnh kinh doanh bây giờ thì đắng, dùng từ là quá đắng luôn chứ không phải đắng bình thường, khó khăn gọi là chồng chất luôn rồi, rất là buồn cho những cái hoàn cảnh kinh doanh như thế này. Đây đây thì bên tay phải gia đình chúng ta là nhà thi đấu Phú Thọ nè, trung tâm thể dục thể thao Phú Thọ. Ở đây thì cũng có nhiều bạn trẻ là nó rèn luyện sức khỏe, luyện tập đồ những cái môn thi đấu ở đây rất là nhiều, như là boxing, bơi lội, bóng gỗ đủ kiểu ở trong đây luôn. Đó thì coi như là phủ khắp hết. Rồi bây giờ thì mình thấy leo hoe leo hoe chìm, cái phong trào nó chìm đi rất là nhiều, không như ngày xưa rần rần rộ rộ. Trước cổng đây bán gì, bán sữa đậu nành, bán bánh mì ướp la trứng đó. Mình thấy đây, cuộc sống bây giờ kể cả những cái người bán hàng rong thì cũng bấp bênh. Sữa đậu nành thì sáng giờ thấy nguyên cái xe sữa còn đầy nhóc, còn bán hộp gà bánh mì ướp la thì thấy là cái sửng mấy cái sửng hộp gà nó cũng đầy hết trơn. Kinh doanh giờ cái gì cũng chậm hết trơn rồi, nhìn rất là buồn luôn. Như đây đây thì bên kia mình thấy nữa đó, thì có cho thuê nhà nguyên căn đó, thì thấy kế bên chỗ Viettel đó, thì bây giờ coi như là buôn bán quá trời eo xèo rồi. Kể cả những cái hàng mà trang trí nội thất là gọi là đại gia không, bán những mặt hàng này nó ngâm rất là nhiều, gọi là hàng ngâm mà năm này qua năm kia luôn đó. Thì mình bán như vậy đó, nhưng mà bây giờ thì coi như là trụ không nổi. Ngày xưa thì mối mang đồ nhiều, công trình đồ nhiều, kể cả những cái mặt bằng sông gom như vậy đó, mình thấy như vậy thôi. Nhưng mà có một cái đội ngũ sale đã làm việc ở nơi khác nữa, công ty đã nhiều khi là mấy trăm sale luôn, để sale những cái công trình đưa tới những cái vật liệu xây dựng đó, về điện, về nước, rồi trang trí, rồi đủ kiểu luôn, rồi sắt đá đủ thứ. Như vậy thì những cái công trình đó, người ta sẽ bao tiêu những cái công trình đó, thì sale được những công trình đó thì gọi là ăn nên làm ra. Và có những cái công ty là nuôi hàng trăm sale là chuyện bình thường, còn bây giờ thì coi như là rã đám hết rồi. Bây giờ công trình xây dựng gọi là quá ít, coi như là eo hột, bất động sản thì đóng băng, nên là bây giờ các sale đó thì cũng chuyển sang nghề khác để làm đó, thì khó khăn trăm bề luôn, đi tới đâu cũng vậy. Mình thấy là tình hình bây giờ gọi là đượm buồn và đượm sầu đó. Nhìn thấy những cái hoàn cảnh này, thấy cháu lòng đặc biệt 20k bán giờ bán hàng rong là một tô cháo lòng thôi, đặc biệt thôi mà giá chỉ 20k thôi, đó giá cũng rất là mềm. Kinh doanh coi như là bây giờ, ngày xưa thì lấy công làm lời, giờ vừa bỏ vốn bỏ công luôn mà chưa chắc đã lời, thấy rất là tội. Cháo lòng bây giờ thì cũng là một món khoái khẩu nhưng mà cũng ít người ăn rồi, tại vì thứ nhất là nhiều khi mình thấy là làm mà lỡ mà trục chặt gì mà không sạch cái là bữa sau đâu có ghé nữa, đâu không ăn nữa. Thứ hai nữa là bây giờ là món lòng là món dễ bị gút, ai mà đang có nguy cơ bị bệnh gút hoặc là đang bị bệnh gút thì người ta không dám ăn, tại vì lòng là coi như là ăn cái là nó sưng lên liền, nó mau phát lắm, cho nên là cũng sợ những món ăn này, nó đạm nhiều ha, chất béo nhiều. Thế thì nhiều cái làm cho những cái món ăn bây giờ coi như là dù là vỉa hè dù đầy đường nhưng cũng ít người ta tiếp cận, ít người ta ăn. Thế thì đi ra đây mình thấy có những cái xe nước cam rồi, nước cam nước ngọt rồi. Cái thời điểm này thì coi như là nắng gọi là cháy da người luôn, mà hôm nay không biết sao hơn cái là hôm nay thì trời mát trời dịu rồi, ui sắp chuyển mưa rồi, mưa không nổi đỡ chứ bình thường giờ này mà ra đường coi như là thở hơi lên không thở không nổi luôn, quá trời luôn. Đi hai bên đường mà nhìn thấy
cái lượng xe thì lưu riêu không nhiều, rồi hàng quá hai bên, đặc biệt là những cái mặt tiền kinh doanh mình thấy gần như là không ai bán được gì nhiều, rất là chậm, thì rất là buồn luôn nè, quá trời nhiều luôn. Ở đây thì có một cái tòa nhà, chứ không phải căn nhà nữa, nguyên cái tòa nhà luôn nè. Mình thấy một điều là bây giờ dán bản cho thuê bấy bá chứ không ai thuê, chứ chậm quá trời chậm luôn. Kinh doanh giờ thì coi như là buồn đủ kiểu, eo xèo, nhìn gọi là tội ơi là tội luôn ha. Rất là tội cho bà con trong những cái hoàn cảnh kinh doanh như thế này, chậm. Những cái quán cà phê đây thì Viva đây, nhưng mà thấy là cái lượng xe cũng khá là đông nè, không biết là lượng khách đâu, nó tầm mười mấy chiếc xe nè. Này, qua đây mình thấy là quán lớn gì, mặt tiền rộng, hai ba cái mặt tiền vậy mà xe gì được mười mấy chiếc thì coi như là không nhiều rồi. Coi như là cái lượng này thì coi như là đủ trang trải thôi, chứ cũng không phải là ngon lành cành đào mà để sống nữa. Đó thì mình thấy là càng đi thì càng oải, càng đi thì càng thảm. Kinh doanh phố nội thất bây giờ thì nhìn coi như là lý thường kiệt á, về nhôm này, về là sắt, rồi trang trí đủ kiểu, bây giờ coi như là chịu trận. Ở đây thì đa số luôn, ngày xưa thì ta làm công trình rất là nhiều, có nguyên có đội ngũ sale những công trình ta làm, thầu được một cái công trình nào đó về các cửa sổ mà bị nhôm thôi thì cũng ngon lành trúng rồi. Hàng năm mà làm được 3-4 công trình lớn vậy là coi như là dư sức sống nguyên năm luôn. Còn bây giờ mình thấy kiếm đâu ra công trình lớn nữa mà đi thầu mà vô, cho nên là bất động sản coi như là giờ là chịu trận, là đi tới chỗ nào mà cũng thấy vắng, vắng điều luôn. Đây thì Ri sẽ tiếp tục nữa, chạy tới đoạn đường này nữa xem tình hình ở đây như thế nào. Đây là ngã tư của Lý Thường Kiệt và 3 tháng 2, thì sẽ thẳng luôn cái đường Lý Thường Kiệt này. Thì vào bên trong nữa thì xem khu vực ở đây như thế nào. Đây mình chạy thấy là khu vực đây thì coi như là cũng có hệ thống con cưng rồi. Con cưng bây giờ thì tất cả thời trang mua 2 tặng 1 luôn, con thấy khủng khiếp. Cái này là khủng khiếp dữ rồi. Hệ thống con cưng mà mua 2 tặng 1 con thấy lắm. Con cưng là bán hàng rất là mắc, rất là đắt, và toàn là hàng hiệu không đấy. Mà bây giờ mua 2 mà tặng 1 luôn, thấy quá trời luôn rồi. Là toàn bộ cái sản phẩm nữa. Thì mình thấy bây giờ coi như là giống như một cái điều là bây giờ là con cưng giống như cái dạng như là giống như cái cửa hàng mà nhỏ nhỏ thường gọi là người ta dùng từ là sell tất cả sản phẩm để mà dẹp nghỉ, thâu hồi vốn lại được bao nhiêu thì được. Còn bây giờ con cưng thì chắc nghỉ, thì chắc chắn không nghỉ rồi, nhưng mà họ sẽ sell để mà thu hồi lại đúng vốn, tại vì bán như vậy còn kích cầu được người mua được, rồi còn lấy được tiền vốn. Cũng như để hàng ngâm vài thời gian, thời trang đặc biệt là thời trang thì thời gian sau coi như là cái nó qua thời đó, thì những cái mẫu nó gọi là cổ lô sĩ rồi, không ai mua nữa, không ai ấy nữa, thì coi như là bỏ không luôn. Bắt buộc bây giờ thì họ phải dùng cái chiến thuật kích cầu mua 2 tặng 1 để cho bà con đã mua nhiều. Thứ nhất là giải quyết được vấn đề tồn kho, thứ hai thì cũng có một cái ít gọi là doanh thu vào cho cửa hàng đó, thì một công lôi chuyện luôn. Nhưng mà vẫn vắng nha, sale thì sale, làm thì làm, nhưng mà vắng thì vẫn vắng. Mình thấy là teo héo, đâu có đông, không có khách luôn. Chạy qua những cái cửa hàng mà của con cưng á, mình thấy bây giờ nhìn buồn lắm, không thấy khách khứa vậy chứ, rất là chậm, quá trời luôn, thấy buồn ha. Khu vực này thấy là các anh gọi là bảo vệ dân số, dân phố thì ở đây cũng khá là đông đây. Lý do là ở đây thì tập trung gọi là những cái gọi là bán hàng mà hàng cũ đó. Đây là chợ trời đó, chợ trời chuyên về chỗ Nhật Tảo này, chuyên bán về điện đồ cổ, đồ cũ đó. Coi như là tất cả các loại trên đời, đôi dép, cái quần, cái nón, cái áo, hay là một cái dây sạc điện, hay là một cái đèn pin, hay cái gì người ta cũng bán hết. Thậm chí là món đồ 1.000, 2.000 người ta cũng đem ra người ta bán luôn. Đó thì bán cái gì được người ta bán, khổ đến mức độ đó. Có nhiều người thì khổ quá trời khổ rồi. Đặc biệt là những cái anh nghiện rồi đó, giờ cái quần mua 100.000 giờ bán 5.000 cũng bán luôn đó, bán miễn có tiền là được. Mình thấy những cái hoàn cảnh đó, mà rơi vào những tình cảnh đó. Nhưng mà bây giờ thì thấy cũng thông thoáng, dọn nhiều rồi, là thấy ít bán, như là các anh bên phường ta dẹp đó, cái lớn đức tính chiếm lòng lề đường, nhưng mà nhìn nó mất vẻ mỹ quan, nó không đẹp, nên là cũng dẹp bớt cái tình trạng này. Đây thì mình thấy là có cửa hàng VinFast của Quang Phương đây. Quang Phương thì cũng là một cái đại lý xe
gọi là gắn máy, gọi là một cái công ty gọi là nhập hàng sáng máy của tất cả các hãng về bán luôn, không riêng về hãng nào. Rồi đây thì cũng có cả xe điện của VinFast nữa. Thì Lý Thường Kiệt còn này thì gần tới chỗ Nguyễn Chí Thanh, gốc cả tư Nguyễn Chí Thanh với Lý Thường Kiệt. Thì ở đây người ta bán những cái tấm gọi là simili đi, simili mà rồi dán tường rồi dán với sàn nhà rồi đó. Thì những cái mặt hàng này mình thấy là đặc biệt là làm đây là đòi hỏi là những anh trai sức khỏe phải giữ. Những cái tấm simili này nó nặng lắm, tại một cuộn nó mấy chục ký, trăm mấy chục ký, nên là yếu là coi như là không nổi. Xin lỗi gia đình chúng ta, hồi nãy đi nói là đây là ngã tư của Lý Thường Kiệt và Nguyễn Chí Thanh, nhưng mà thật sự đây là Hòa Hảo ha, nên xin nhầm. Ở đây thì có một cái siêu thị cơ ốp cũng rất là lớn đây, không phải nè. Nhưng mà bây giờ vào mình thấy, ngày xưa thì nhìn siêu thị đông hay không đông, và nhìn cái quầy tính tiền là biết. Ngày xưa thì xếp hàng tính tiền đợi mòn mỏi luôn, và các quầy tính tiền hoạt động công suất tối đa 90-100%. Còn bây giờ mình vô mình thấy các quầy tính tiền hoạt động chừng 30%, nó như vậy mà còn vắng nữa, chứ đừng nói là nhiều. Đó thì nhìn cái tình hình như vậy thì mình biết là kinh doanh bây giờ cũng rất là khó khăn, kể cả những cái siêu thị một vận hành một cái hệ thống rất là lớn luôn đó, nhưng mà bây giờ bán thì cũng như lai rai leo ve, chậm ơi là chậm luôn đó. Những cái hoàn cảnh mình đi mình mới thấy là kinh doanh bây giờ mặt tiền mà bán thì thấy rồi là nước ngọt nước mía không à. Đó, mặt tiền kinh doanh Lý Thường Kiệt thì nó đã cỡ nào rồi, nó hoành tráng cỡ nào rồi, thì bây giờ đổi lại những cái hình ảnh kinh doanh này thì mình thấy cũng khá là đượm buồn. Nhà nước cam nước mía nước ngọt không thì cũng thua đó. Thì nhìn đặc biệt là ở đây thì hai bên đường mình nhìn thấy là cái gì, cái lượng người mà vào giao dịch đó, lượng khách vào giao dịch gần như là rất ít, không thấy luôn. Rất tội cho bà con ở trong những cái hoàn cảnh này, kinh doanh mà không thấy ai vào giao dịch hết trơn cả ngày, nhiều khi là sáng dọn hàng ra chiều dọn hàng vô, cái hoàn cảnh này nó gọi là thường xuyên luôn. Ở đây những cái gọi là giấy dán thường giống như là tranh trang trí luôn, mình thấy không, đủ kiểu ha, đủ màu sắc luôn. Rồi những cái tấm simili để mà dán những cái nền gọi là gác gỗ rồi đó, thì người ta dán mấy cái này, hoặc là người ta dán trên tường những cái hoa văn, những họa tiết để trang trí nhà luôn, nhà khỏi phải sơn đó. Thì đây cũng rất là tiện, những vật liệu này thì có những cái vật liệu gọi là chống cháy nữa. Đây là ngã tư của Lý Thường Kiệt và Nguyễn Chí Thanh. Đây thì có bệnh viện y học, đại học y dược cơ sở 2. Cơ sở 2 này thì cơ sở 1 là đa khoa, là bệnh viện đại học y dược là đa khoa và trị tất cả các loại bệnh, nhưng mà cơ sở 2 này thì chuyên khoa là về khoa xanh, xanh nở thì là chủ yếu là tập trung ở cơ sở 2 này. Đây thì có nhiều bệnh viện, thứ nhất là bệnh viện đại học y dược cơ sở 2, phía trên nữa là bệnh viện Hùng Vương cũng chuyên về phụ sản, kế bên nữa chạy lên nữa là đại học y dược cơ sở 1, rồi bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, rồi bệnh viện Trường Báo Huyết Học. Nên khu vực này mình thấy là quá trời bệnh viện luôn. Rồi cái xích xuống đây nữa là bệnh viện Chợ Rẫy, rồi bệnh răng hàm mặt trung ương, coi như là đầy nhóc luôn. Nên mình thấy là cái lượng người mà tập trung về đây rất là nhiều. Bên đây thì có một cái salon mô tô ngày xưa, bây giờ thì coi như là trả mặt trả bằng ruộng nổi rồi, thì để mà cho một thời gian dài luôn thì vẫn chưa có ai thuê. Mình thấy là những cái mặt tiền lớn bây giờ gần như là rất khó để cho thuê, tại vì thuê bây giờ kinh doanh khó khăn quá, chậm. Nhưng mà thuê những cái mặt tiền lớn thì cái chi phí nó khủng, còn là hàng trăm triệu, thậm chí là có những cái mặt bằng thuê lên tới bạc tỷ. Mà bây giờ mình thấy kinh doanh thì quá eo xèo rồi, cho nên là dần dần thì những cái mặt bằng càng lớn thì càng đắt đỏ, thì càng khó cho thuê. Mặc dù họ hạ giá nhiều rồi, nhưng mà thứ nhất là để thuê một cái bằng lớn thì chi phí nó lớn nè, rồi chi phí bảo trì quản lý nó cũng lớn, nó nhiều cái nữa, cho nên là thành thử ra người ta né, người ta sẽ chọn những cái mặt bằng gọi là nhỏ để mà dễ gọi là trang trí hơn. Đây cũng là một cái tình hình chung đây. Đây thì có đường Bà Triệu ha, đi xe rẽ vào cái đường Bà Triệu. Đây là bên hông gốc này thì có ba bệnh viện luôn, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Hùng Vương, bệnh viện răng hàm mặt trung ương luôn. Đây khu vực này thì đi đây thì gia đình chúng ta thấy sẽ có rất là nhiều bà con, người ta tập trung ở đây xếp hàng để người ta xin cơm. Đây có những cái cơ sở nào phát cơm từ thiện đây. Đấy thì thấy rất là khó khăn luôn ha, rất là tội cho bà con nè, trong những cái hình ảnh như thế này thì chỉ quay sơ qua thôi, tại vì thật sự mà nói thì người ta cũng quá khổ rồi. Nhiều khi thì tiếp cận cái hình ảnh người ta quá gần gũi thì đi cũng ngại đó. Thì không ai muốn xin cơm đâu, không ai muốn xin ăn hết cả, kể cả làm con người mà ai cũng có sĩ diện hết.
và đặc biệt là ở đây thì khu vực bà con miền Tây rất là nhiều luôn. Đó thì mình thấy một cái điều á, không phải họ nghèo, họ từng là những người gọi là khá giả có điều kiện, rồi coi như là làm ăn kinh doanh cũng được, nhưng mà do là những cái trụ cột gia đình á, gọi là bệnh lâu ngày kéo dài, dẫn đến một cái tình trạng là không có làm được, rồi phải bao nhiêu người nuôi nữa, rồi chi phí chữa bệnh thì rất là nhiều, dần dần lại dẫn đến một cái con đường đó là khó khăn, tài chính thì cạn kiệt, cho nên là bất đắc dĩ để mà tiết kiệm chi phí và để có nhiều thời gian gọi là nuôi bệnh, nuôi người nhà bệnh nhân mình, để duy trì được ở đây lâu dài hơn thì họ đã chọn một cái con đường đó là gọi là xin ăn giữa lòng thành phố Sài Gòn. Thật sự mà nghe nói đến những cái đoạn này thì cảm thấy là mình nghẹn lòng, khó nói. Tại vì thật sự cái những người mà lười lao động hoặc là lang thang là xin ăn thì không nói, còn những cái người mà đang gọi là bệnh trạng, những người mà gọi là đang hăng say với công việc, đang tích cực với cuộc sống trong xã hội này, phải rơi vào những cái hoàn cảnh như vậy thì thật sự mà nói thì rất là buồn luôn. Ở đây thì mình thấy có những cái nhà trọ, thì những cái nhà trọ ở đây tại sao nhiều vậy? Phía sau đây là cổng sau của bệnh viện Chợ Rẫy. Có những cái nhà trọ ở đây thì cho người ta đi khám bệnh, có thể là từ dưới tỉnh đi lên người ta mệt mỏi, rồi người ta cũng gọi là chờ kết quả, nhiều khi chụp hình, chụp phim, xét nghiệm rồi đó. Buổi chiều mới có kết quả thì người ta vào đây người ta nghỉ ngơi, tại vì bệnh rồi yếu rồi đó. Cho nên là ngồi gồng từ dưới quê lên rồi giật dừ từ khuya đi rồi. Cho nên là mệt, cho nên là cần phải nghỉ. Rồi khi là người nhà, người bệnh thì vào ra trong nghỉ, người nhà người ta canh, ta chờ nó lấy kết quả nhiều cái. Cho nên mình thấy là có những cái nhà trọ đây để sinh ra để đáp ứng cái nhu cầu của bà con. Đó thì càng đi mình càng thấy rồi đó. Cuộc sống của bà con bây giờ thì coi như là khó khăn trăm bề. Công việc làm thì hãng xưởng thì phá sản, công việc thì khan hiếm. Đó. Rồi bệnh tật thì lại là kéo dài, cho nên là bây giờ nói là cuộc sống gọi là kinh doanh thì ế ẩm, bệnh viện thì gọi là đông đúc, thì nhiều cái hoàn cảnh mà trái ngược với nhau. Đúng ra thì theo một cái xu hướng tất yếu thì bệnh viện phải là vắng vẻ và kinh doanh thì sầm uất, như vậy thì bà con có cuộc sống gọi là khá giả, sức khỏe ngon lành. Nhưng mà bây giờ thì thực tế thì rõ ràng là trong cái giai đoạn này thì nó lại khác ngược lại. Đây thì chỗ bệnh viện Chợ Rẫy cổng sau đấy, người ta có khám chữa bệnh đó, cho nên là mình đi đây mình sẽ thấy là có nhiều người đã gửi xe đây để vào trong mình đã khám chữa bệnh. Đây thì clip của em Ri đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.